Anh vô đi. Dạ thưa ba. Dạ em chờ anh. Anh Hải tới rồi. Chào chú. Dạ. Tới sớm vậy. Mỗi khi giờ này chú vẫn còn ngủ mà. Dạ coi hẹn với anh Thiên. Vì em có mất ngủ 3 ngày 3 đêm á thì em cũng phải đến sớm. Dạ để anh Hải. Xem ra anh cũng được vinh hạnh quá. Dạ. Nào mời. Dạ mời anh. Wow. Em là chủ quán bar mà còn phải ganh tị với rượu của anh đó. Dĩ nhiên rồi. Cũng giống như con người vậy. Rượu tinh chất và con người trong sáng thì bao giờ cũng đáng để cho mình thưởng thức và bao giờ cũng đáng quý. Anh cứ nói vậy. Đâu phải lúc nào em cũng pha tầm bậy vào rượu ở quán bar của em đâu. Thôi được rồi được rồi. Nói chung là chú pha khoảng 99% thôi. Còn 1% là hàng xịn hả? Còn rượu mà ngon á thì chú để dành mà uống ha. Em nói sao anh cũng không tin hết. Thôi nói chuyện chính đi. Tiến triển tới đâu rồi? Em sẽ thành công. Sẽ à? Anh lại muốn trả lời thành công kìa. Vậy em xin được nói lại với anh là em đang gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, cho nên á chỉ còn vài phần trăm nữa là thành công rồi. Là sao? Nó đang cô đơn, đang giận dữ, đang thù hận và đang muốn trả thù đời. Còn gì dễ chinh phục hơn một con nàng bà đang ở trong hoàn cảnh như vậy chứ? Vậy ra anh đã đưa cho chú cái kèo quá thơm đúng không? Dạ, em đòi ơn anh. Ê, ơn nghĩa gì? Anh với chú trước giờ chỉ có tiền thôi. Đây, chú biết là chú mày có phán đoán đúng không? Nhưng cứ coi đây là chi phí của chú. Trong thời gian qua cũng đã vất vả. Dạ, anh Thiên à, anh làm em ngại quá. Có gì vất vả đâu anh. Chiều chuộng ngôi sao sáng chói đến như vậy mà không vất vả. Anh hiểu mà, cầm lấy đi. Dạ. Anh Thiên lúc nào cũng rất là phóng khoáng với em Múc hết. Được rồi, gặp sau nha. Dạ. Khi nào rảnh á, anh cứ ghé chỗ em chơi. Ok. Về cẩn thận. Dạ, em chào anh. Alo, dạ chào anh. Này, tôi gọi điện để cảm ơn ông đây. Ô, anh cảm ơn tôi chuyện gì? Thôi, đừng vờ vịt quanh co mà làm gì. Tôi biết cái căn biệt thự mà đứa cháu của vợ tôi ấy, được mua với giá đặc biệt hữu nghị ấy, là do ai xếp đặt rồi. Tôi đã can ngăn vợ tôi nhiều lần rồi. Bà đâu có nghe. Ông biết không? Dù chỉ là đứa cháu họ xa thôi, nhưng mà cũng nhiều việc phiền phức lắm. Dạ được rồi, anh không phải bận tâm với những cái chuyện còn con đó. Cứ để cho tôi. À, sao lại còn con? Có vẻ như là cái gì dù là còn con mà vào tay ông ấy thì cũng suôn sẻ phải không nào? Tôi có căn cứ để tự tin mà. Vấn đề là anh cứ hỗ trợ cho tôi thì không có gì mà tôi không làm được hết. Tôi biết. Chơi với ông ấy, tôi hoàn toàn yên tâm. Còn cái tay hùng bên đỉnh kim ấy, tôi rất ngại. Thằng cháu đó keo kiệt, tham lam mà lại mê gái đó. Dạ. Mê gái à? Đấy, thì cái con bé trợ lý thơm nước mũi đó, ồ bế suốt luôn. Tôi hiểu rồi. Mà này, tôi nghe nói dạo này ông cũng hay giao du với con bé đó lắm phải không? Ừ.
Sao anh biết hay vậy? Có gì mà qua bắt được chúng tớ đâu. Chúng tớ giả ngây giả ngô như vậy để các cậu tiện làm ăn thôi mà. Tôi hiểu rồi. Thôi, cảm ơn anh. Thôi nhá, giờ thì tớ phải cúp máy để gọi điện cho Tây Hùng đây. Ủa, có chuyện gì gấp à? Có chứ. Phải cho nó biết nó là ai. Phải nói cho nó biết rằng bên ngân hàng sẽ không bảo lãnh cho hắn vay tiền nữa đâu. Chẳng biết cái lễ độ là cái gì cả. Thôi gặp sau nhé. Alo. Alo, dạ anh Kiên hả? À, anh Hùng đấy phải không? Dạ. À, tôi gọi điện báo tin để anh biết đây. Dạ, tin gì vậy? À, bên ngân hàng ấy, họ không đồng ý bảo lãnh cho vay tiếp đâu. Ủa, vậy là sao anh? Ông tìm chỗ khác mà vay đi, nha. Nhưng mà tụi em á... Thôi, dạ, thế nhá. Có gì trục trặc hả anh? Bên ngân hàng từ chối bảo lãnh rồi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Dũng. Dạ. Ở trong tài khoản mình còn bao nhiêu? Dạ không nhiều. Đủ để hoàn thành dự án Sammy ngoài Đà Nẵng kịp tiến độ không? Dạ có thể. Nếu như từ đây tới ngày nghiệm thu không có phát sinh gì lớn. Còn nếu có phát sinh thì sao? Dạ thì phải có nguồn vốn. Nếu vậy thì tại sao mình không cho triệu tập đại hội cổ đông bất thường để phát hành thêm cổ phiếu, tăng nguồn vốn cho công ty? Cách đó thì trong thời điểm này không được bao nhiêu đâu. Nhưng mà có thì vẫn còn hơn không chứ. Còn nếu không có nữa thì đành phải vay vốn của các cổ đông lớn thôi. Cậu Kiệt à? Dạ. Cậu xem coi chúng ta có thể vay vốn từ những thành viên trong hội đồng quản trị được không? Dạ, tôi sẽ xúc tiến việc này. Thiệt là bực mình. Ông Kiên dạo này có vẻ như đang trở mặt với chúng ta. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng lý do là gì? Có nhiều lý do. Nhưng nói tóm lại là chúng ta có những nguyên tắc mà ông Kiên không thể hiểu được. Ông ta mà cứ như vậy thì đỉnh Kim sẽ gặp thêm nhiều khó khăn. Cái đó không cần nói thì ai cũng biết. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Nếu không thì mọi người ra ngoài làm việc đi, để tôi suy nghĩ cách đối phó. Dạ chào anh. Thưa ba con đi. Alo. Em đây. Ừ, có chuyện gì vậy em? Em điện thoại nói với anh á, chiều nay anh nhớ về sớm, nhà mình có chuyện mừng. Tiệc mừng cái gì? Con Hạnh nó có em bé rồi. Hả? Em nói thiệt hả? Ai lại đùa chuyện này với anh chứ. Chiều anh về sớm nha. Anh sẽ về sớm. À em à, mình cũng nên tặng quà gì cho con không? Em nghĩ là mình nên tặng món quà gì mà nó có ý nghĩa, tùy anh chọn thôi. Hay là anh về đón em, rồi anh với em cùng đi chọn quà cho con luôn? Không được đâu, bây giờ ở nhà lu bu, em còn phải nấu nướng, rồi khách khứa nữa, không có đi được đâu. Anh thừa biết cách chọn quà cho Hạnh, con gái cưng của anh mà. Ừ, phải. Vậy là anh chọn quà đó nghe. Ừ, em cúp máy nha. Ừ, chiều anh sẽ về sớm. Trời, coi chừng té. Cha, cha nội xinh xắn quá vậy ta. Nè, dạ. Con sắp có em, con sắp được làm chị rồi. Con phải tập làm người lớn, phải ngoan nghe chưa? Dạ. Ông nội, khi nào con mới có em hả ông nội? Ừ, sớm thôi, sắp có rồi. Dạ. Thôi con đi chơi đi. Dạ. Ba. Dạ. Ai ba trang trí nhà cửa mà con được quá vậy? Dạ, con với chị My trang trí đó ba. Ừ. Ba thấy làm sao? Đẹp không ba? Đẹp lâu hả? Lắm rồi mới thấy con làm một chuyện coi được đó. Ba này, để con cất đồ cho. Cất giùm ba. Dạ. À, ba, ba ơi, ba nhớ chờ con xuống rồi hãy khai bữa tiệc nha. Chứ con cũng không muốn bỏ lỡ bữa tiệc như vậy đâu. Được rồi, ba hứa. Dạ.
Dạ. Chào con gái. Con ăn cái nào? Phụ giới. Ba đừng giỡn nữa. Lấy cái này không? Lấy đồ ăn lên đây đi. Ba chúc mừng con. Dạ. Đức nhanh lên em. Ba mới về hả ba? Ừ. Con có được ăn nha, chờ người lớn. Dạ. Ba chúc mừng hai đứa nha. Dạ con cảm ơn anh ba. Anh ơi. À. Anh vô khai tiệc đi. Đồ bên đây tiện hơn. Khoan, để tặng quà cho con nữa chứ. Thôi, mình chờ xong tiệc rồi mình tặng luôn. Thôi rườm rà lắm, để tặng quà bây giờ nó mới ý nghĩa hơn. Vậy hả anh? Nè cậu. Đưa đây. Dạ chú. Mẹ, ông nội tặng quà kìa. Cho con. Quà cho tụi con hả ba? Ba tặng quà kìa. Susie, qua đây. Đây là một món quà nhỏ của ba và mẹ tặng cho gia đình nhỏ của hai con. Cảm ơn ba. Dạ con cảm ơn ba mẹ. Dạ con cảm ơn ba. Gì vậy anh? Con mở ra coi đi. Con mở được không ba? Được chứ. Con mở đi. Dạ. Cái gì vậy anh? Ừ. Chuông gió hả? Wow. Đúng rồi. Món quà này là để cho các con cảm nhận được không gian sống của ngôi nhà này. Lúc nào cũng an lành, thanh thoát và trong sáng nữa, toát lên từ những thành viên trong gia đình. Các con hãy là tấm gương để cho con cháu noi theo. Hãy yêu thương, đùm bọc và chân thành với nhau. Đồng thời âm thanh của cái chuông gió này, nó như nhắc nhở hai con luôn nghĩ tới từng khoảnh khắc của cuộc sống vợ chồng. Ba mẹ mong hai con sẽ vững bước vượt qua những khó khăn, tận hưởng niềm hạnh phúc. Và ba xin hết. Dạ. Tụi con xin ghi nhớ lời ba dạy. Ừ. À, có người có quà mà giấu nha. Anh chị chưa khoe thôi, chứ giấu gì. Giấu cái gì, mọi người đều biết cả rồi mà. Dạ thưa ba mẹ, thưa dì Hồng và tất cả mọi người, con thật ra con không có khiếu ăn nói. Con xin phép được nói ngắn gọn. Nói không hay á thì em nói thay cho. Em đành mấy cái chuyện này lắm, chứ mắc cái gì mà phải rào trước đón sao. Con biết cái gì mà nói. Ở trong nhà này, để nói những chuyện như vậy không phải là con đâu, mà phải là còn thằng Dũng đâu. Dạ anh Dũng đi làm chưa về ba? Nó biết bữa nay nhà có tiền không? Dạ biết. À, anh có gọi điện, anh nói là anh sẽ về trễ. Cái thằng anh à. Hồi nãy thằng Dũng đã xin về trễ rồi. Kha, con nói tiếp đi. Dạ. Con chỉ muốn nói rằng tụi con vừa mới biết tin Hạnh có em bé vào sáng nay, nhưng rất ngạc nhiên là bữa tiệc tổ chức đột ngột như vậy mà mọi người đã dành thời gian của mình đến đây để chia vui cùng với con. Tụi con xin cảm ơn ạ. Bây giờ nhập tiệc đi chứ, tụi đói bụng quá rồi. Dạ rồi. Mời cả nhà. Không mời ba mẹ. À, con để đó. Ở đâu mà ồn ào vậy? Ở nhà. Anh đến chỗ này với em được không? Chắc anh không đi được. Ủa sao vậy? Hôm nay ở nhà có tiệc mừng cho thằng Kha với con Hạnh có tin vui là có em bé. Anh nói Hạnh sắp có em bé hả? Em nghe không rõ hả? Anh nói là hôm nay ở nhà anh mọi người mở tiệc ăn mừng. Mừng thằng Kha và con Hạnh có tin vui là sắp có em bé. Hôm nay cả nhà anh sum họp. Anh không tới chỗ em được. Em đừng có buồn nghe. Có gì đâu mà giận. Thôi anh cứ vui vẻ với gia đình đi. Đừng có giận anh nghe. Có gì đâu mà giận anh. Tại anh nghe cái giọng em có vẻ buồn. Không,
Em không có gì hết. Em cúp máy đây. Nè, cái này ngon lắm nè. Em ăn thử miệng đi. Nè. Thôi không lấy cái này đâu. Ngon không? Sướng nè. Con mời mẹ dùng. Đấy. Thôi em không ăn. Con để xuống đó. Nữa nè. Thưa ba, con mới về. Ủa, sao giờ này mới về? Dạ, tại với công trình báo có chuyện cho nên con không về kịp. Việc gì mà việc, gia đình phải là trên hết. Mày lúc nào cũng thể hiện là một người đàn ông thiếu trách nhiệm như vậy. Ba lúc nào cũng không hài lòng về con. Nhưng mà con thấy... Thấy sao? Thấy cái gì? Hả? Thấy... Mày liễu hồn á. Em sao vậy? Thế mà trong người hả? Ai gọi điện thoại cho anh giờ này vậy? Khách hàng gọi. Họ hối thúc tiến độ đó mà. Thôi em ăn đi.
Mời em. Ngồi đi em. Wow. Sao đêm nay á anh trông thấy em lạ quá vậy? Lạ như thế nào? Rất quyến rũ. Một sự quyến rũ tàn khốc. Nghe ghê quá. Ghê á, nhưng mà rất hấp dẫn. Cứ như là một cành hoa bị tẩm độc vậy. Ai cũng biết á, chạm vào sẽ chết. Nhưng tôi phải chạm đã. Vậy thì anh cũng phải cẩn thận. Anh mà chạm vào tôi thì anh cũng sẽ chết sớm đó. Anh cam lòng? Tán vừa thôi. Ai thèm tán em chứ. Anh làm gì vậy? Chạm vào hoa độc và sẵn sàng dâng hiến sinh mạng. Thôi đi, anh buông ra. Nếu anh không buông thì sao? Không lẽ anh cứ muốn như vậy hoài tới khi quán bar đóng cửa hả? Anh trêu em một chút thôi. Em đẹp như vậy á, anh mà không trêu anh sẽ chịu không nổi. Mà thôi, em muốn cocktail nha. Anh sẽ lấy cho em một loại cocktail bảo đảm là hảo hạng nhất ở đây. Sao cũng được. Ok, ngồi ở đây chờ anh chút nha. Người đẹp, sao ngồi có mình buồn vậy? Tụi anh mời em ly nha. Thằng này kêu kiệt lắm, em đừng có nghe nó. Anh mời em uống, đến khi nào chán thì thôi. Một ly nhầm nhòi gì? Cảm ơn hai anh, nhưng mà tôi đang đi với bạn rồi. Ủa, bạn em đâu? Bạn tôi đâu thì có liên quan gì tới các anh? Có chứ em, sao lại không liên quan? Tụi anh đã muốn mời rượu em, sẽ có người tiễn bạn em ra ngoài. Ghê vậy hả? Ừ. Bây giờ em cứ chỉ bạn em cho anh coi đi. Bạn tôi kìa. Ủa, anh hai. Anh hai. Dạ. Dạ. Bạn anh hai. Chứ hả? Mình nghĩ là bạn ai? Em không biết. Dạ, em chào chị hai. Chị hai cái gì chị hai? Vô lễ được hả? Dạ, chứ em phải gọi bằng gì vậy anh? Tao còn chưa dám mơ đến cái việc gọi người ta bằng chị hai. Tụi mày nói nhảm vừa thôi. Biến ra ngoài hết đi. Dạ, dạ. Dạ em đi. Anh xin lỗi em. Mấy thằng em của anh nó còn trẻ, nhiều khi á quẩy tụi nó không được luôn. Không sao đâu. Em có vì thật chứ? Không. Mà lỗi á cũng do em thôi. Sao lại là lỗi do tôi chứ? Em cứ lộng lẫy chết người như vậy. Bọn đàn ông nó cứ lao vào như thư thân là đúng rồi. Anh nói không đúng hả? Không phải ai cũng như vậy đâu. Thằng nào á có cơ hội mà không lao vào em, cái thằng đó là một thằng ngu nhất đời. Em sao vậy? Hôm nay anh trông em á có vẻ buồn quá. Em cứ như vậy làm sao anh chịu nổi? Anh thôi đi. Anh có làm gì em đâu mà thôi. Bộ anh thích tôi lắm hả?
còn hơn cả thích. Là gì? Muốn được chết vì em. Xong rồi. Xong cái gì? Chờ em chút. Sao? Thấy tài nghệ của em chưa? Anh thật là khâm phục chú đó. Dĩ nhiên. Cứ tiếp tục đi nha. Nếu như cần phải làm gì, anh sẽ báo cho chú. Dạ, em biết rồi. Bye chú. Xong rồi. Dạ xong cái gì vậy? Thằng Hải Man, nó lo xong việc của nó với con Du rồi. Khốn này, hay thiệt. Mày thấy tao có độc ác quá không? Dạ không. Con luôn tin là những gì ba làm đều có lý do hết. Đành phải vậy thôi. Cái lỗi á là ông cô ta đã tự đưa mình vào vũng lầy khi cô ta còn quá trẻ, quá non nước. Thật là nghiệt ngã. Đời sẽ không nương tay với ai cả. Dạ. Sao em về sớm vậy? Sao vậy? Bộ anh làm em không vui hả? Em muốn về hả? Ừ. Vậy để anh đưa em về. Thôi, không cần đâu. Em uống trà đi. Dạo này em sao vậy?
Sao là sao? Em khác lắm, rất lạnh lùng, rất là xa cách. Em vẫn bình thường thôi. Anh đã sống 30 năm với một người đàn bà lạnh lùng bên cạnh. Anh hiểu thế nào là cảm giác ở bên lề tình cảm của một người khác. Anh đã rất mệt mỏi để có thể tiếp tục đuổi theo trong tuyệt vọng một mối tình nữa. Hoặc là em trở lại là em như trước, hoặc là anh sẽ đành buông xuôi mọi thứ. Anh hết chịu đựng nói rồi Du à. Ok, tùy anh thôi. Du, anh phải dàn xin em như thế nào nữa đây? Anh Hùng, tôi đâu có. Dạ chào anh. Có chuyện gì vậy? Không biết anh hay tin này chưa, dự án xây dựng trường học dưới Cần Thơ. Ý với anh, nhưng có chuyện này tôi nghĩ anh cũng nên biết. Tôi nghe mấy anh em bên ban quản lý dự án thành phố nói với nhau là bây giờ anh Kiên không ủng hộ chúng ta nữa. Có nhiều dự án lớn đang hoạch định, nhưng anh ấy không chỉ định cho chúng ta tham gia mà lại giao cho bên ông Thiên. Tôi nghĩ là chúng ta phải tìm cách đối phó với tay Thiên này mới được. Đỉnh Kim đã có thương hiệu và uy tín bao nhiêu lâu nay ở thị trường xây dựng, không phải ai muốn qua mặt cũng được. Quan trọng ở đây là chúng ta đang bảo vệ và phát triển thương hiệu đó như thế nào. Chất lượng của chúng ta có duy trì luôn là số 1 hay là không? Ý tưởng của chúng ta, dịch vụ của chúng ta có thật sự hoàn hảo chưa? Khi nào các ông nói với tôi tất cả những điều đó là các ông đều đã làm tốt, lúc đó đối phó với ai tôi cũng không ngán. Hiểu chưa? Ra ngoài hết đi. Chào anh. Alo, xin chào. Sao? Ok, tôi sẽ đến. Gặp lại sau. Chào ông. Dạ con hiểu. Con theo ba nhiều năm, ba biết con rất trung thành, rất được việc. Nhưng con phải nhớ bỏ cái lối tình cảm yếu mềm của con đi. Đời sẽ không tha cho ai đâu, con biết chưa? Tình cảm sẽ biến con trở thành một kẻ yếu đuối. Muốn đạt được mục đích thì con phải mạnh hơn kẻ khác.
Dạ. Con có biết chưa? Con cảm ơn bà đã chỉ dạy. Việc bà dặn con theo dõi cái đám con nhà đó, con làm tới đâu rồi? Dạ, con đã nắm kỹ càng đường đi nước bước của chúng. Trừ con bé bị mù ra, chúng chỉ là một bọn ham ăn ham chơi. Giờ muốn ra tay thì không có gì là khó đâu à. Cái gì? Ai bị mù? À, cái con bé nhạc sĩ bị tai nạn cách đây khoảng một năm phải không? Dạ đúng rồi. Nó là đứa con ngoan nhất trong nhà, lấy chồng làm chủ gara bên quận 5. Còn lại thì không có gì khó đối phó đâu à. Ừ, được. Cứ làm từng bước như là ba dặn. Dạ. Anh ơi, cơm nước xong hết rồi, mời anh vô ăn cơm. Dũng, bà, vô ăn cơm luôn đi. Dạ. Cả nhà đi đâu hết rồi, còn được có hai người vậy? Chị Liên thì đang ở trên lầu, Hạnh thì nghe nhạc, chưa muốn ăn cơm vội, chờ Kha về. Mà nghe nói là dạo này công việc của Kha nhiều lắm, nên hay về trễ. My thì đưa Sushi về ngoại chơi, còn Đức thì đi học chưa có về. Nếu không ai thích ăn cơm ở nhà thì sau này đừng có nấu cơm nữa. Mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy sống. Việc gì mà phải chịu đựng lẫn nhau như vậy hả? Cả ngày ở công ty chịu đựng tôi dữ lắm rồi đúng không? Giờ về tới nhà, tới giờ cơm mà vẫn không thoát được đúng không? Khổ tâm lắm đúng không? Dạ, con đâu có nghĩ vậy đâu ba. Chứ nghĩ làm sao? Rất vui, rất sung sướng khi tới bữa ăn hai người ngồi đối diện nhau vậy hả? Bên này dọa dẫm, còn bên kia thì sợ sệt. Mà dì biết không, sợ sệt trước mặt vậy thôi, chứ sau lưng đầy oán hận, đúng không? Con không dám oán hận ba bao giờ. Tôi còn lạ gì ông nữa, đúng không? Lúc yếu thế thì nhìn vậy thôi. Trời ơi, khi mà đủ lông đủ cánh ha, giết người không gươm đao. Ba nói gì tội cho con? Cứ chống mắt mà coi, coi tôi nói có đúng không. Dạ, bữa nay có món cá nục kho thơm mà anh thích đó. Anh có muốn em đem ra cho anh làm mồi không? Vậy hả? Dạ. Từ nào giờ dì có thấy ai uống rượu tây mà ăn với cá nục kho? Cái món đó là để ăn cơm. Dạ vậy anh có cần em lấy thêm chanh, em dắt vô cho nó thơm không? Từ nào giờ ăn sao thì ăn y như vậy, coi nhiêu đó cũng phải hỏi. Dạ em hiểu rồi. Em vô dọn cơm. Em mời anh vô. Vô. Ê. Dạ. Nó đụng tới là giận, vô ăn cơm không mời người nào hết. Dạ, con mời ba ăn cơm. Thank you.
À, em không nghe gì à? Dĩ nhiên là em có nghe. Hạnh, nó đàn lại được rồi. Rất hay, hay hơn cả trước đây nữa. Em có nghe thấy không? Nó đã tìm lại được bản thân rồi. Con mình, nó đã thật sự hồi sinh rồi.